bởi vì có rất nhiều tiền. Hai ông lão bỗng nảy ra ý tưởng điên rồ. Họ mua một con từ sở thú, rồi để cháu trai mở thùng nhốt sư tử ra. Nhưng con sư tử hoàn toàn không giống như tưởng tượng. Nó không tấn công, khiến hai ông lão mất bất ngờ. Ra đây nào. Đừng ở trong thùng nữa. Hãy đứng dậy và ra đây đi. Hiền lành quá đấy. Nhìn con sư tử già yếu, đứa cháu cũng nảy sinh một ý nghĩ. Cháu có thể nuôi nó không? Hai ông lão suy nghĩ, đợi khi sư tử được nuôi khỏe mạnh sẽ quay lại săn. Có lẽ là một ý tưởng không tồi. Thế là Bo có được con vật nuôi đầu tiên trong đời. Hai ông lão ngông cuồng này. Thực ra còn có nhiều kỳ tích điên rồ hơn nữa. Mấy tuần trước, mẹ của Bo vì phải đi học đại học luật nên đã cố ý gửi Bo đến nhà hai ông chú để nghỉ hè. Trên đường đi, bà liên tục dặn dò. Hai ông già này mất tích 40 năm, khi trở về đã là triệu phú. Nếu Bo có thể xử lý tốt mối quan hệ với các chú, đợi khi các chú qua đời, món tài sản này chắc chắn sẽ là của họ. Tính toán khôn lỏi này, đến tận thành đô tôi cũng nghe thấy rõ. Khi đến nông trại, hai ông chú vẫn chưa thấy đâu. Đàn chó trong nhà lao ra cắn, ngay cả con heo cũng muốn xua đuổi họ. Mẹ dẫn Bo đến bờ ao, thấy các chú đang dùng súng bắt cá. Hế lô hai chú. Chú gọi gái mại dâm à? Chú ba, chú tư, con là mại. Mại, mại đây. Con gái của Bảo. Con còn mang theo Bo, cháu trai của các chú. Rõ ràng hai ông chú không nhận ra cô. Họ hàng xa lắc xa lơ. Họ tất nhiên cũng không muốn cho ở lại. Nhưng mẹ Bo lại vô liêm sỉ đi đến cùng. Dưới sự níu kéo dai dẳng của bà, các chú cũng bất lực. Sau đó, mẹ Bo lại dặn dò con trai một lần nữa. Nhất định phải tìm ra chỗ họ cất giấu tiền, rồi vô trách nhiệm bỏ con trai lại nông trại. Ở đây không có điện thoại cũng chẳng có tivi. Bo hoàn toàn không hiểu họ sống kiểu gì. Các chú làm gì vậy? Lúc này, một chiếc ô tô chạy vào nông trại. Người đến là giám đốc đầu tư của ngân hàng ACB. Thì ra, chuyện hai ông già có tiền ai ai cũng biết. Hai ông nhìn nhau, rút súng săn bắn thử. Bo giật mình. Giám đốc cũng hoảng sợ bỏ chạy luôn. Nhưng ông ta đi không bao lâu, lại có một người bán hàng tìm đến. Lần này, Bo theo bản năng lùi lại. Còn chưa đợi người bán hàng mở miệng, tiếng súng đã vang lên liên tục. Cả buổi chiều hôm đó, nhiều người bán hàng nối đuôi nhau đến. Và không một ai thoát khỏi cảnh bị hăm dọa. Bo cũng nhận ra đây chính là thú vui hàng ngày của hai ông chú. Tối đến, họ sắp xếp cho Bo ở căn gác xếp cũ nát. Còn cố tình nói là ở đây có ma. Này, chúng tôi không biết chăm trẻ con. Nếu cháu có nhu cầu gì thì tự giải quyết đi, tốt nhất là đừng cần gì hết. Chúng tôi đã già rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi. Nên nếu một ngày nào đó chúng tôi không còn, cháu sẽ phải tự lập thôi. Bo bị họ gạ đến mức không dám lên lầu. Đúng là nhát gan, nhưng cũng khá yên tĩnh. Rõ ràng hai ông già không ghét cậu bé này. Sau khi lên phòng ngủ của mình, Bo phát hiện trên đất có một chiếc chìa khóa. Có thể là chìa khóa của chiếc hộp gỗ bên cạnh. Cậu cẩn thận mở nó ra. Thứ đập vào mắt toàn là cát. Nhưng sờ kỹ một chút mới phát hiện một tấm ảnh của người phụ nữ xinh đẹp. Cậu biết các chú không con cái, vậy người phụ nữ này là ai? Ôm theo nghi vấn này, trong bữa ăn, Bo thăm dò hỏi hai ông chú. 40 năm mất tích đó đã ở đâu? Phần lớn ở Quảng Ninh, đảo Lý Sơn. Anh Hùng nói chi chuyện năm xưa, thật đáng thương. Đó đều là chuyện ngày xưa rồi. Chúng tôi cũng không còn trẻ nữa. Bị ông ba cắt ngang, ông Tư cũng không nói thêm gì. Vào buổi chiều, ông cháu ra đồng trồng rau. Ông ba cào nhào, không hiểu sao họ phải làm những việc này. Ông Tư đáp lại, chúng ta là người về hưu, hoạt động rất cần thiết. Chúng ta trồng rau để làm gì chứ? Có lợi cho sức khỏe, giúp chú sống đến 100 tuổi. Ồ, thật sao? Kệ nó đi. Chú tự sống đến 100 tuổi đi. Và ngay lúc này, mấy người họ hàng xa đến thăm. Mục đích của họ cũng rất rõ ràng, cũng vẫn là khoản tiền thừa kế cách xù kia. Các chú rất rõ mục đích của họ, nên không muốn để ý đến mấy người này. Họ nhìn và nhận Bo là đối thủ cạnh tranh. Chúng tôi biết cháu đang có ý đồ gì. Đừng nghĩ cháu có thể độc chiếm đâu. Hai ông chú rất ghét gia đình này, nên khi nghe họ đề nghị đưa Bo vào trại trẻ mồ côi, ông ba cố tình đáp lại. Đưa nó vào trại trẻ mồ côi hay trói nó ném xuống hồ, đều là chuyện của chúng tôi, không cần các người lo. Nhưng câu nói này đều bị Bo nghe thấy. Cậu tưởng các chú thật sự định ném mình xuống hồ, sợ đến mức bỏ chạy, chạy mấy cây số mà không dám dừng lại thở, còn nhanh hơn cả vận động viên. Cậu vội vàng gọi cho trường luật của mẹ. Tuy nhiên, bên đó hoàn toàn không thể tra được hồ sơ nhập học của mẹ. Quả nhiên, mẹ lại lừa cậu một lần nữa.
vứt con trai ở nhà các chú rồi đi hưởng thụ. Bo vốn đã quen với điều này, nhưng lại cảm thấy bất lực. Các chú vẫn lo lắng cho sự an nguy của Bo, lái chiếc xe của họ hàng đi tìm Bo. Rồi ngồi bên cạnh hỏi cậu, đã nghĩ muốn đi đâu chưa? Bo chỉ vào Hà Nội có trên bản đồ. Ông Tư biết chắc mình sẽ không đi được, nên muốn ông ba cùng khuyên Bo. Sao nó đã quyết tâm rồi kia mà. Chúc cháu may mắn ở Hà Nội nhé. Ông ba thẳng tính không biết khuyên người. Ông Tư vội liếc mắt ra hiệu cho ông ấy. Ở nhà có tấm bản đồ chi tiết hơn phải không? Đúng rồi, ít nhất cũng cần một tấm bản đồ tốt chứ. Hai ông già bên cạnh hùa theo nhau. Bo càng cảm thấy mông lung hơn. Thực ra họ rất thích cậu bé này. So với các họ hàng khác, Bo là đứa trẻ yên tĩnh và dễ chịu nhất. Thế là ông Tư nghĩ ra một cách để Bo tạm thời ở lại nông trại. Như vậy, đôi vợ chồng họ hàng kia chắc chắn sẽ tức đến chết. Rồi sẽ cút đi, không quấy rầy mọi người nữa. Nào, coi như giúp chú một tay. Có lẽ cháu có thể ở lại một thời gian. Tạm thời thôi. Chuyện này khá nghiêm trọng. Bo miễn cưỡng ở lại. Hôm sau, một người bán hàng thông minh đến, vừa xuống xe đã giơ cờ trắng đầu hàng, nhưng hai ông vẫn giương súng sẵn sàng. Bo nói sao không xem anh ta bán cái gì nhỉ? Có nhiều tiền mà không tiêu thì để làm gì? Hai ông bàn bạc thấy cũng có lý, cũng có thể là vì cưng chiều thằng bé này. Họ đồng ý xem người bán hàng có thuốc gì, một điều chưa từng có. Vì lần trước bị đuổi đi, người bán hàng nhận thấy hai ông già rất thích bắn súng, nên món hàng anh ta mang đến là một thiết bị phóng đĩa bay. Chỉ cần kéo cò súng, sẽ phóng ra một quả đĩa bay, sau đó thấy món đồ chơi này, mắt ông ba sáng rực sáng. Quyết định mua nó ngay tại chỗ. Còn mấy người họ hàng bên cạnh thấy món đồ chơi nguy hiểm này cũng bị dọa không nhẹ, vội vàng kéo cả nhà quay về, không dám để con cái lại gần thêm bước nào. Thế là cuối cùng họ cũng đuổi được đám họ hàng phiền phức. Tối hôm đó, Bo ngắm nghía tấm ảnh người đẹp, chợt bên ngoài có tiếng động. Thì ra ông ba bị mộng du, cầm cây hút bồn cầu múa may điên cuồng, như thể đang quyết đấu với kẻ thù nào đó. Thỉnh thoảng ông lại lặng lẽ nhìn mặt hồ, dường như đang tìm kiếm thứ gì. Bo vừa định đánh thức ông dậy thì bị ông Tư ngăn lại. Ông khuyên Bo tốt nhất đừng làm vậy, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sau đó, họ ngồi bên đống lửa. Ông Tư nói với Bo, đừng thấy ông ba giờ đã già, hồi trẻ ông ấy một mình có thể đánh 20 người. Còn người ông ấy đang tìm kiếm là một người phụ nữ tên Mộc khiến ông ấy nhớ nhung đêm ngày. Bo rất tò mò 40 năm mất tích đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bầy chó nhỏ dường như cũng rất hiếu kỳ, đã mở lời rồi, ông Tư đành phải kể tiếp. Từ tận năm 1914, hai ông lão không chịu nổi cuộc sống nhàm chán nên đi du lịch. Họ quen rất nhiều sĩ quan ở quán rượu, vì nói chuyện quá vui nên mọi người uống đến mức bất tỉnh. Khi tỉnh dậy mới phát hiện đã lên tàu chiến đi Quảng Ninh. Lúc đó, chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, họ bị ép gia nhập quân đội của Pháp. Ở đó, họ đã trải qua nhiều trận đánh ác liệt. Ông ba dũng mãnh đã cứu ông Tư nhiều lần trên chiến trường. Họ cùng chiến đấu, vượt qua vô số khó khăn. Sau khi chiến tranh kết thúc, hai người chia tay nhau. Ông Tư ở lại đó làm hướng dẫn viên du lịch, còn ông ba thấy chán nản, thế là ông bắt đầu phục vụ cho chính quyền mới của Hà Nội. Ngăn chặn rất nhiều vụ buôn bán nô lệ, lúc đó ông hoàn toàn có thể một mình đánh 20 người. Đang kể đến đoạn gay cấn, ông ba tỉnh dậy từ cơn mộng du. Ê, hai người nửa đêm ở đây làm gì? Ở đây ban đêm mát mẻ mà. Hai người bị tâm thần à? Về ngủ đi. Về phòng, Bo tiếp tục ngắm nhìn bức ảnh. Có lẽ người trong ảnh chính là Mộc mà ông Tư nhắc đến. Từ khi mua thiết bị phóng đĩa bay, hai ông già như nghiện mua sắm. Bất cứ ai đến bán hàng, họ đều không từ chối. Mua một đống hạt giống, họ dẫn Bo đi trồng cây trồng trọt. Nhưng hai ông già vẫn rất hay chọc phá. Họ cố tình bỏ hạt giống vào miệng nhai như đồ ăn vặt. Rồi ông ba bảo Bo cũng ăn một chút. Bo ngây thơ chẳng hề nghĩ ngợi, cầm hạt giống đưa thẳng vào miệng. Vài phút sau, cậu cảm thấy bụng sôi lên sùng sục, cơ thể cũng không kiềm chế được, nôn mửa tiêu chảy. Hai ông già thành công lừa gạt, cười đến không ngậm được miệng. Nhưng phải công nhận, cây trồng của họ lớn rất nhanh lớn. Sau một thời gian chung sống, ba người ngày càng ăn ý với nhau, ngay cả trang phục cũng bắt đầu đồng bộ. Hôm đó, Bo phát hiện ra vấn đề của cây trồng. Rõ ràng trồng các loại rau khác nhau, tại sao cây non mọc lên đều giống hệt nhau? Hai ông lão tính toán mới nhận ra bị người bán hàng lừa. Toàn bộ hạt giống họ mua đều là hạt ngô. Lúc này, tiếng còi xe vang lên từ xa. Xe tải từ sở thú lái vào nông trại. Thì ra, để trải nghiệm cảm giác kích thích khi đi săn, hai ông chú đã mua một con sư tử già đã qua sử dụng từ sở thú. Nhưng cuối cùng, họ đã không nỡ xuống tay. Ngược lại, họ để Bo có được con vật nuôi đầu tiên trong đời.
cậu còn hào hứng đặt tên cho con sư tử. Đó là một con sư tử cái. Cháu sẽ gọi nó là Mộc. Cháu nói gì? Nghe đến cái tên này, sắc mặt ông ba lập tức thay đổi. Không biết ông nhớ lại chuyện gì, buồn bã trở về căn nhà. Nhưng khi mua thức ăn cho Mộc, ông vẫn tự tay khiêng từng bao. Tuyệt đối không cho phép người khác giúp đỡ. Nhưng khi họ trên đường về nhà, ông ba đột nhiên ngất xỉu. Chúa ơi! Sau khi Bo và ông Tư đưa ông đến bệnh viện, họ tiếp tục kể về câu chuyện ở Quảng Ninh. Năm đó, ông ba giải cứu nô lệ ở đó. Trong đó có một thị nữ của địa phương. Về nhà, cô kể hết cho bạn bè của cô về dáng vẻ anh dũng của ông. Công chúa rất muốn gặp anh hùng dũng mãnh này. Một hôm, khi ông ba đang cưỡi ngựa dạo bước trên bãi biển, đột nhiên có một người áo đen theo sau. Ông vốn không chịu thua, tuyệt đối không cho phép mình bị vượt qua. Thế là hai người lập tức bắt đầu thi đua cưỡi ngựa. Cuối cùng, hai con ngựa đâm sầm vào nhau, cả hai đều rơi xuống biển. Ông ba lập tức rút dao, chuẩn bị chiến đấu tay đôi. Nhưng chân tướng của người bí ẩn lại chính là vị công chúa đó. Cũng chính là một người phụ nữ khiến ông ba mơ tưởng nửa đời sau. Và cũng là người phụ nữ trong bức ảnh, ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nhau, họ xác định đây chính là tình yêu sét đánh định mệnh. Hai người nhanh chóng bắt đầu một mối tình nồng cháy. Tuy nhiên, Mộc đã được hứa hôn với Chu. Khi biết Mộc hẹn hò với người đàn ông khác, Chu lập tức dẫn người tìm đến cha Mộc, còn giam lỏng Mộc trong hậu cung. Nhưng trái tim cô chỉ hướng về một người. Cô thề rằng nếu không thể kết hôn với ông ba, cô thà cắt cổ kết thúc đời mình. Nhưng ông ba chắc chắn sẽ không đứng nhìn Mộc chết như vậy. Ông một mình xông vào cung điện, một đường chém tiến thẳng vào hậu cung, kịp thời đến ngăn cản cô trước khi cô ra tay. Từ đó, hai người trốn khỏi đất nước này, sống cuộc đời hạnh phúc. Khoan đã, nếu họ kết hôn sống hạnh phúc, bây giờ phải ở cùng chúng ta chứ. Con cái của họ đâu? Ông Tư còn chưa kịp kể chuyện sau đó, ông ba tỉnh dậy trong phòng bệnh đã bắt đầu gây rối. Quần tôi đâu? Đừng đụng vào tôi, ai đưa tôi đến đây? Hai người AK. Có vẻ phần còn lại của câu chuyện phải để dịp khác kể tiếp rồi. Khi ông cháu đang ăn cơm ở nhà hàng, có vài thanh niên thấy họ dễ bắt nạt nên bắt đầu gây sự. Đối với tình huống này, ông Tư dường như đã quen. Chỉ là một đứa trẻ ngốc thôi, đừng giết nó, ba. Lời vừa dứt, ông ba đã túm lấy cổ tên Du Côn. Những người khác lập tức rút dao găm ra, nhưng ông Tư cũng đã chuẩn bị sẵn. Bọn kia, phong thái thế này chỉ khiến anh gặp rắc rối thôi. Khoan đã, tôi có nhờ anh giúp đâu. Ba, anh vừa mới ra viện. Không sao, chúng chỉ có 4 tên thôi. Hãy giải quyết một tên trước, 3 tên còn lại tấn công cùng được không? Được thôi, xem chiêu này của tôi này, cậu bé. Bây giờ tốt nhất nên nhặt dao lên, bởi vì lát nữa cậu sẽ phải gọi người đến giúp đấy. Tiếp theo, Bo mới thực sự chứng kiến sức mạnh thật của ông ba. Chỉ với tay không, ông chỉ dùng một chiêu đã hạ gục tên thanh niên cầm dao găm. Thấy một người không đánh lại, bọn chúng liền xông lên tấn công cả 4. Nhưng chúng hoàn toàn không biết, ông ba là người có thể một mình đánh cả 20 tên. Rất nhanh, ông đã đánh sấp mặt đám Du Côn gây sự. Đồng thời, nghe tin ông ba bị bệnh, họ hàng tìm đến nhà. Lại phát hiện nơi đây không một bóng người. Bọn trẻ của họ thấy chiếc thùng to trước mắt, còn tưởng bên trong có kho báu gì. Mở thùng ra mới biết có một con sư tử. Bọn trẻ sợ đến mức bỏ chạy, còn Mộc nhờ đó mà được tự do. Lúc này, ông ba dẫn bọn Du Côn về. Đánh nhau thì đánh nhau, nhưng sau khi đánh xong, ông vẫn phải chịu trách nhiệm chữa trị. Bo nghe bọn trẻ hét lên hoảng hốt nói có sư tử. Cậu mới nhớ ra đã một ngày chưa cho Mộc ăn. Tuy nhiên, khi đến chuồng mới phát hiện Mộc đã không ở trong đó. Nhận thấy nguy hiểm, mọi người vội vã chạy vào nhà. Rồi mỗi người cầm một khẩu súng săn, gia nhập đội bắt sư tử. Mọi người nghe thấy động tĩnh, thận trọng tiến vào giữa cánh đồng. Mới phát hiện Bo đã chơi đùa với Mộc vô cùng vui vẻ. Tấn công. Có vẻ sức khỏe nó đã tốt hơn nhiều. Sau khi giải quyết nguy hiểm, họ hàng xa không thể chịu đựng nổi hai ông già điên này nữa. Vì có sự tồn tại của Mộc, họ không dám đến nông trại nguy hiểm này nữa. Ông Tư mời bọn Du Côn ở lại ăn tối. Ông ba và Bo thì quan sát. Mộc đang ở trong cánh đồng nhất quyết không chịu ra. Ông ba nói Mộc chắc chắn đang rất vui, vì nó đã tìm thấy rừng rậm của mình. Còn cháu, cháu có vui không? Sau đó, ông lại truyền đạt triết lý sống cho bọn thanh niên. Đàn ông thì không nên ức hiếp kẻ yếu để chứng tỏ mình là người mạnh. Ông Tư nói với Bo đã có rất nhiều người nghe bài diễn thuyết của ông ba. Sau đó, họ tiếp tục kể câu chuyện ấy. Từ khi ông ba và Mộc bỏ trốn, sống cuộc đời phiêu bạt tự do vui vẻ. Nhưng Chu vẫn không từ bỏ, thậm chí còn bỏ ra một khoản tiền lớn thuê một nhóm sát thủ. Vì vậy, cuộc sống của cặp tình nhân này luôn đầy thử thách.
họ phải luôn đề phòng những sát thủ ẩn nấp trong bóng tối. Ông ba biết trốn như này mãi không phải cách, phải giải quyết vấn đề này. Thế là ông hung khí để một tên sát thủ bắt được. Chu vui mừng thưởng cho tên sát thủ vô số vàng bạc châu báu, rồi lập tức ra lệnh xử tử ông ba. Nhưng hắn không ngờ tới tên sát thủ nhận thưởng đó là ông Tư giả dạng. Trên đường áp giải, ông Tư tìm cơ hội lật mặt ngay tại chỗ. Hai ông đồng tâm hiệp lực giải quyết tất cả lính gác. Đánh xong, họ lại một lần nữa chia tay nhau. Ông Tư mang theo gia tài đủ dùng cho mấy đời. Ông ba thì một mình tìm đến Chu. Ông hoàn toàn có thể giết chết đối phương, nhưng ông không làm vậy, mà cho Chu một thanh kiếm để hai người quyết đấu công bằng. Nhưng Chu không quân tử, rút ra hai thanh kiếm cùng lúc. Cho dù hắn gian lận thế nào, cũng không đấu lại ông ba dũng mãnh như hổ. Chỉ vài hiệp giao đấu, ông ba lại một lần nữa khóa cổ hắn. Chu biết mình sắp chết, chống cự vô ích. Tuy nhiên, ông ba không lấy đi mạng của hắn, chỉ để lại một lời cảnh cáo: mạng của ngươi là của ta. Từ đó, không còn sát thủ nào tìm phiền phức nữa. Không phải vì Chu tu tâm dưỡng tính, mà là vì nơi đó phát hiện ra kho báu lớn, Chu trở thành một trong 5 tỷ phú giàu nhất thế giới. Đây là cái kết cuộc điên rồ gì thế này? Tôi chỉ kể cho cậu sự thật thôi. Sau khi tiễn bọn thanh niên đi, ông ba kéo cơ thể mệt mỏi thở dài. Kẻ thù lớn nhất của đàn ông chính là tuổi tác. Vài năm nữa, bò cũng có thể đánh tôi rồi. Tôi sẽ sớm không thể đánh nhau nữa, trở thành ông già vô dụng. Anh nghỉ ngơi 1-2 ngày sẽ khỏe lại thôi. Đúng vậy, tôi nên đi ngủ rồi. Chúc cháu ngủ ngon. Ông vốn không chịu già, giờ cũng đành phải cúi đầu trước tuổi tác. Sớm về phòng nghỉ ngơi, Bo muốn biết cuối cùng ông ba và Mộc ra sao. Nhưng ông Tư lại bảo cậu kết cục của câu chuyện thì phải tự đi hỏi ông ba. Nhưng Bo hoàn toàn không dám. Trải qua lần hôn mê trước, ông ba đột nhiên trở nên rất lo lắng, sợ mình chết bất cứ lúc nào, nên tần suất mua đồ cũng ngày càng cao, thậm chí còn mua cả một chiếc máy bay chiến đấu thời Thế chiến 2. Quen với việc giết chóc trên mặt đất, ông bắt đầu mơ ước bầu trời. Ông Tư hiểu sớm muộn gì ông cũng sẽ chết, nên bảo Bo, nếu muốn biết kết cục câu chuyện thì phải nhanh chóng đi hỏi. Đêm hôm đó, ông ba lại mộng du một lần nữa. Bo chu đáo khoác chăn cho ông, thấy ông ba không tỉnh, nên cậu đưa tay ra. Ông ba tỉnh dậy thấy là Bo nên không nổi giận, nhưng ông cũng tò mò không biết Bo định làm gì. Bo ấp úng rất lâu cuối cùng cũng mở miệng hỏi kết cục câu chuyện. Ông ba quay người lại, im lặng rất lâu mới trả lời. Nàng qua đời rồi. Khó sinh, ra đời cùng đứa trẻ. Vậy chú thì sao? Từ đó, ông trở về quân đội, tham gia hai cuộc chiến thứ hai, cho đến khi giải ngũ mới ẩn cư ở nông trại này cùng ông Tư. Câu chuyện của ông cũng đặt dấu chấm hết. Nói xong, ông ba lại khoác chăn lên người Bo. Bo rất muốn biết mức độ chân thực của toàn bộ câu chuyện. Mẹ cậu thường xuyên nói dối cậu, nên không biết có nên tin câu chuyện này hay không. Nhưng ông ba lại bảo cậu, đôi khi sự việc là thật hay giả là do cậu tin hay không tin. Cậu phải tin vào bản chất thiện lương của con người. Danh dự, dũng khí, đạo đức là quan trọng nhất. Quyền lực và tiền bạc thực ra không quan trọng đến vậy. Cậu phải tin rằng chính nghĩa sẽ chiến thắng cái ác. Và phải nhớ một chuyện nữa về tình yêu. Tình cảm chân thành tồn tại vĩnh viễn, ghi nhớ điều này nhé cháu. Phải luôn ghi nhớ. Lúc này thật hay giả đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là con người luôn nên tin vào một số đạo lý. Chú diễn thuyết hay quá. Cảm ơn. Bo cũng muốn nghe ông ba giảng cho mình triết lý nhân sinh, giống như mấy thanh niên vào ban ngày vậy. Nên cậu bắt ông ba hứa, đợi cậu trưởng thành cũng sẽ giảng cho cậu một bài. Thực ra cậu chỉ muốn ông ba sống thật tốt, đừng nghĩ đến chuyện buồn nữa. Cháu biết chú rất nhớ Mộc. Nhưng nếu chú không còn nữa, bọn cháu cũng sẽ nhớ chú như vậy. Được rồi, nghe lời cháu, chú sẽ mãi là chú của cháu. Nhưng đừng nghĩ chú sẽ vui đâu nhé. Được chứ, một ca thuận nhé. Cháu là một đứa trẻ ngoan, gió đêm nhẹ nhàng lướt gợn lên từng lớp sóng. Ánh trăng cũng lay động theo, giây phút ôm nhau này thật yên bình và đẹp đẽ. Thời gian sau vườn ngô hai ông chồng chín rộ, Mộc trơ mắt nhìn họ, gặt sạch ngô trên lãnh địa của mình, nên thời gian này, cơ bản mỗi bữa ăn của họ đều là ngô. Một đêm nọ, Bo nghe thấy tiếng động nhỏ, phát
phát hiện ông Tư đang đi về phía kho lúa, nên cậu cũng lén theo sau. Thì ra trong kho lúa còn có một hầm bí mật. Ông Tư vào trong không lâu, liền lấy ra mấy bó tiền mặt. Sau khi ông đi, bò cũng mở hầm ra. Bên trong chứa mấy chục hộp lớn nhỏ toàn tờ bạc, tính sơ sơ cũng phải vài trăm triệu rồi. Hóa ra tin đồn đều là thật, hai ông chú quả nhiên là nhà giàu, nhưng cũng có tin đồn tiền của họ có nguồn gốc bất chính. Bo không biết nên tin phe nào nữa, muốn hỏi cho rõ nhưng không biết mở lời thế nào. Cuối cùng cả ngày cũng không nói chuyện với các chú. Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, tối hôm đó mẹ đến nông trại chuẩn bị đón Bo về, còn đem theo bạn trai thám tử mới quen. Họ nói hai ông chú là tên cướp, muốn Bo dẫn họ đến chỗ cất giấu tiền. Bo lại được nghe một lần nữa, cậu cũng không biết là thật hay giả. Đối mặt với mẹ và thám tử liên tục chất vấn, Bo đột nhiên nhớ lại cuộc trò chuyện với ông ba đêm hôm đó. Cậu chọn tin tưởng hai ông chú, kiên quyết không chịu nói ra chỗ cất giấu tiền. Thấy Bo không chịu khai, thám tử trực tiếp đưa cậu đến kho lúa, đấm một cú vào bụng Bo, đe dọa cậu nói ra tung tích của số tiền khổng lồ kia. Họ đang đứng ngay phía trên hầm bí mật, Bo tuyệt đối không thể để thám tử phát hiện, nên cậu đá một cú vào háng thám tử, nhanh chóng chạy trốn. Thám tử tức giận đuổi theo, nhưng Bo cũng bị hắn tóm gọn, đẩy xuống đất đánh túi bụi. Rõ ràng không lấy được tiền hắn sẽ không dừng tay. Nghe thấy động tĩnh, Mộc ló đầu ra, thấy chủ nhỏ gặp nguy hiểm, vội vàng lao tới, lao vào cắn thám tử thậm tệ. Tiếng gầm của nó vang động trời cao, các chú vẫn đang ngủ bị đánh thức. Khi họ chạy tới, thám tử và sư tử đều đã im lặng, nhưng thám tử không nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại Mộc đã vĩnh viễn ra đi. Tuổi của nó vốn đã cao, sức yếu nên không chịu nổi phát bắn của tên thám tử kia. Ông Tư nói với Bo, Mộc có vẻ đang cười, nó chắc chắn rất vui vì đã bảo vệ được cháu trước khi chết. Nó là một con sư tử dũng mãnh đúng không? Đã hoàn thành sứ mệnh. Nó là vua rừng rậm. Một con sư tử đầy tình cảm. Sau khi họ an táng Mộc ở cánh đồng nó yêu thích nhất, mẹ cũng dẫn thám tử về từ bệnh viện. Ông ba không quên hăm dọa, anh nên cảm thấy may mắn vì gặp phải sư tử chứ không phải chúng tôi. Sau đó, Bo thu dọn hành lý. Kỳ nghỉ hè của cậu kết thúc, giờ đã đến lúc từ biệt các chú. Cậu lưu luyến ôm hai ông già, cảm ơn họ đã chăm sóc trong hai tháng qua. Dường như cậu còn có bao lời muốn nói, nhưng cũng chỉ có thể chôn sâu trong lòng. Nhìn bóng chiếc xe dần xa, ông ba thật sự cảm thấy không nỡ. Cô không xứng đáng có đứa trẻ này. Hay là chúng ta kiện thẩm phán sao lại tước quyền nuôi con của mẹ để giao cho chú chăm sóc chứ? Có lẽ cô ta có thể bán cho chúng ta. Chúng ta còn bao nhiêu tiền, chúng ta không thể làm gì được đâu. Nó đã đi rồi. Bo hỏi mẹ tiếp theo sẽ đi đâu, nhưng mẹ lại nói sẽ đi Đà Lạt sống với thám tử. Nghe đến đây, Bo không thể chịu đựng nổi nữa, không do dự nhảy khỏi ô tô, vì người đàn ông này từng ra tay đánh cậu, có lẽ cũng từng đánh mẹ. Cậu thực sự khó hiểu sao mẹ chọn người đàn ông đó. Cuộc đời đâu phải không có sự lựa chọn, lần này cậu muốn tự quyết định cuộc sống của mình, chỉ một lần thôi. Mẹ nghĩ cho con một chút được không? Cuộc sống thường ngày của hai ông lão ở nông trại lại trở về yên bình. Cầm súng săn chờ đợi người bán hàng đến cửa, nhưng người họ đợi lại là một bóng dáng nhỏ quen thuộc. Hai người vội vàng hạ súng, đón chào cháu trai trở về, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Bo đã chủ động lật ngược tình thế, đưa ra điều kiện để mình ở lại. Một, hai chú phải sống đến khi cháu học xong cấp 3, tốt nhất là đại học. Hai chú phải gánh vác trách nhiệm, họp phụ huynh, dạy học, chơi bóng và phải tham dự hết. Nghe có vẻ chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Hai, hai chú phải chăm sóc bản thân cho tốt, ăn nhiều rau ít thịt. Tôi đang nghĩ không biết người bán hàng có văn phòng phẩm không. Ba, không được làm việc nguy hiểm. Không đánh nhau, càng không được lái máy bay. Còn quy định cả cách chết cơ à? Nghe những điều khoản tùy tiện như vậy, hai ông lão không hẹn mà cùng nở nụ cười. Chào mừng về nhà. Nhiều năm sau, một chiếc máy bay cổ điển tung bay trên trời cao. Bầu trời vang lên bài ca vui vẻ sảng khoái. Hoàng hôn rực rỡ như ngọn lửa sự sống bùng cháy trước lúc tàn lụi. Bo, giờ đã là một họa sĩ minh họa, nhận được cuộc gọi. Rồi vội vã trở về nông trại quen thuộc này. Nhìn thấy chiếc máy bay cắm vào kho lúa, cảnh sát nói với Bo hai cụ 90 tuổi đã ra đi rất thanh thản. Bo cũng như thấy được hình ảnh họ đang bay trên trời. Sau đó, cảnh sát lấy ra di chúc của hai ông chú. Họ để lại toàn bộ tài sản cho Bo, đồng thời cũng mong được an nghỉ cùng Mộc ở cánh đồng ngô đó. Lúc này, một chiếc trực thăng đang lượn vòng trên không. Thì ra là trực thăng của công ty dầu mỏ Tây, vị khách không ai khác là cháu trai của thủ trưởng.
Anh ta từ nhỏ thường nghe Chu kể về câu chuyện của hai người Hùng, nên đặc biệt đến thăm. Giây phút này, câu chuyện mà Bo chọn tin cuối cùng đã được chứng thực. Anh có quen hai người này không? Họ đã nuôi dưỡng tôi lớn lên. Họ nuôi dạy tôi. Rất vui được gặp anh. Sau cái bắt tay này, họ cùng chú ý đến chiếc du thuyền đậu ở hồ nước. Người đàn ông thương cảm ngậm ngùi, có vẻ như họ được không lãng phí vàng ông nội cho. Hai người Hùng huyền thoại mà ông nội nói là có thật à? Đúng vậy. Họ thực sự tồn tại. Tại đây, bộ phim kết thúc. Như ông ba từng nói, đôi khi sự thật hay giả của câu chuyện không quan trọng. Con người nên tin vào một số điều vì nó đáng để tin tưởng. Từ đó khuyến khích chúng ta trở thành phiên bản tốt hơn.